ngày 20 tháng 7 là một ngày diễn ra rất nhiều sự kiện quan trọng trên thế giới. Chẳng hạn như là ngày Tổng thống Belarus chính thức nhậm chức và tại vị cho tới ngày nay. Và đó cũng là ngày Pháp Luân Công bị đàn áp tại Trung Quốc, hay là ngày sanh của Alexander Đại Đế. Còn tại Việt Nam thì đó là ngày đánh dấu sự kiện đất nước bị chia đôi. Hiệp định Geneva chính thức được ký kết, hay còn gọi là ngày Quốc hận 20 tháng 7. Nhiều người thường được nghe về ngày Quốc hận 30 tháng 4 là ngày mà chánh thể Việt Nam Cộng hòa chính thức sụp đổ. Nhưng thực ra, trước năm 1975 còn có một ngày Quốc hận khác. Đó là ngày hai miền Nam Bắc chính thức theo hai thể chế khác nhau và ở thế đối địch. Ở miền Bắc thì Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho rằng đây là ngày chiến thắng vĩ đại của dân tộc trước thực dân Pháp. Còn đối với miền Nam thì ngày này mang theo sự đau thương, mất mát, huynh đệ tương tàn. Trong bối cảnh sau 56 ngày đêm chiến đấu, cứ điểm Điện Biên Phủ thất thủ, toàn bộ quân Pháp đầu hàng trước quân đội Việt Minh. Có thể coi là ngày chiến thắng quân sự lớn nhất trong toàn bộ chiến tranh Đông Dương. Vì vậy, ngày 8 tháng 5 năm 1954, vấn đề Đông Dương chính thức được đưa lên bàn đàm phán. Hội nghị Geneva bắt đầu được họp bàn về vấn đề khôi phục hòa bình ở khu vực này. Hội nghị này có sự tham dự của các phái đoàn Anh Quốc, Hoa Kỳ, Liên Xô, Trung Quốc cùng các phái đoàn Pháp, Bắc Việt, Quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngoài ra, còn có hai tổ chức cộng sản của Lào và Campuchia không chính thức tham dự mà ủy nhiệm cho phái đoàn Bắc Việt. Phái đoàn Quốc gia Việt Nam do ông Trần Văn Đỗ đại diện đã tuyên bố sẽ không ký vào Hiệp định Geneva do nó có khả năng chia cắt đất nước, đẩy quốc gia Việt Nam vào thế nguy hiểm và nhường cho Việt Minh những vùng mà quốc gia Việt Nam đang kiểm soát. Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ tuyên bố trước báo chí như sau: từ khi đến Geneva, phái đoàn không bao giờ được Pháp hỏi về ý kiến và điều kiện đình chiến. Đường phân ranh và thời hạn tổng tuyển cử, tất cả những vấn đề đó đều được thảo luận ngoài hội nghị. Tuy lên tiếng phản đối, nhưng sau Hiệp định Geneva, cả hai miền Nam Bắc vẫn chia cắt thành hai vùng tập kết quân sự. Nhìn vào thực trạng thế giới, ta có thể thấy được những đất nước bị chia đôi trong thời điểm đó thì có một sự khác biệt rõ rệt giữa hai vùng cộng sản và không cộng sản. Điển hình là Đông Đức và Bắc Hàn. Nhưng khác với nước Đức được thống nhất trong im đẹp, thì Việt Nam và Triều Tiên phải trải qua rất nhiều trận đánh khiến huynh đệ tương tàn. Cho tới nay, Triều Tiên vẫn bị chia thành hai quốc gia riêng biệt. Hiệp định Geneva cũng đánh dấu sự kiện 1 triệu người dân miền Bắc di cư vào Nam. Mặc dù cũng nhanh chóng hòa hợp, nhưng do nhiều yếu tố lịch sử giữa Bắc và Nam vẫn có sự phân biệt ngầm. Khi mới di cư, mấy bà thím miền Bắc ổng ẹo chơi miền Nam đủ thứ như chanh miền Nam không thơm bằng chanh miền Bắc, gạo nàng hương thua xa gạo tám thơm, thịt heo miền Nam không béo bằng thịt lợn. Đổi lại, người miền Nam thì hay chọc mấy đứa nhỏ miền Bắc bằng mấy câu như bắt kỳ con, bỏ vô lon, kiều chích chích. Đứa nào đi học mà không phát âm được chữ tăng sơn nhất thì bị tụi nhỏ miền Nam chọc là thằng rau muống. Nhiều đứa tự ái chạy về mét mè, nhưng mẹ nó cũng cười xòa: người miền Nam họ vậy đó con, chọc kẹo vậy thôi nhưng tính họ tốt, không có ý gì với mình cả. Trở lại với hiệp định chia cắt đất nước, ý tưởng này được hầu hết các quốc gia ủng hộ, mặc cho sự phản đối của cả hai miền Việt Nam. Sau buổi đàm phán đó, Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã tuyên bố rằng ông nghi ngờ về việc bầu cử tự do ở miền Bắc, vì vậy đã có từ chối tổng tuyển cử. Được Hoa Kỳ hỗ trợ về kinh tế và quân sự, Thủ tướng Ngô Đình Diệm chính thức phế truất quốc trưởng Bảo Đại qua cuộc trưng cầu dân ý vào năm 1955 và nhận chức tổng thống, đổi tên thành nước Việt Nam Cộng Hòa. Những năm sau đó của cả hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa đều cho tổ chức lễ quốc hận hay quốc nhục vào ngày 20 tháng 7 hàng năm. Hai chánh thể của hai miền được chia cắt bằng dòng sông Bến Hải với cầu Hiền Lương. Giữa hai quân đội có vùng phi quân sự tính từ 5 km mỗi bên bờ sông Bến Hải, nhằm làm vùng điểm để tránh xung đột.
ở giữa cầu có một vạch trắng kẻ ngang để làm ranh giới. Đã từng có thời điểm cả hai bên diễn ra một cuộc chiến màu sắc, tức là liên tục thay đổi màu sơn của cầu để tạo ra hai màu đối lập. Cho tới năm 1975 thì cái cầu này được sơn lại một màu xanh. Chiếc cầu Hiền Lương chia cắt đất nước ngày nay đã được chánh quyền cộng sản coi như là một di tích lịch sử. Cứ vài năm họ lại cho làm mới lại màu sơn của cầu, với nửa bờ bắc sơn màu xanh và nửa bờ nam sơn màu vàng, đúng màu sơn của ngày xưa. Từng cơn sóng vật đầu, hai ngả lênh đênh trời ngột khói. Người đi ta biết trở về đâu, thôn gà đã rục từ lâu, hết một đêm gần thôi xa nhau. Vĩnh biệt đây chăng răng tạm biệt, mà sao bến vắng nặng mây sầu. Nhưng thôi, thôi cũng đừng lưu luyến, đời loạn còn chi đẹp nữa đâu. Dứt áo cho tình ta đẹp nhẹ, non cao ngàn thuở nhớ sông sâu. Nắm tay cùng hẹn mai sau, dòng ngân bắc lại nhịp câu. Vẹn nơi gương, trong thanh bình, tình ngát hương nồng thắm
sống mơ màng và đẹp lắm. Anh ơi ai nỡ chia đôi bờ để tình ta ngày tháng phai mong chờ. Hà ơi, Hà ơi, em và cùng anh xây một nhịp cầu. Giờ đây em điêu linh nơi quê nhà đang chìm đắm. Bao đêm thôn thức dưới trăng ngà, hồn đắm say chờ đón ngày anh về sưởi lòng nhau. Đây em điêu linh nơi quê nhà đang chìm đắm. Bao đêm thôn thức dưới trăng ngà, hồn đắm say chờ đón ngày anh về.